Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay shop Thảo Phương xin giới thiệu với mọi người về phụ kiện bẫy chim cút nha. Đây là cái cung bẫy cút nha mọi người. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái cung cho mọi người xem này. Khung thì được làm bằng khung thép AC nha. Có sự đàn hồi nha. Chất liệu của lưới là lưới dù thái, sợi nhuyễn, mắt 5 phân nha mọi người. Sợi bao tàng hình cho mọi người luôn. Này. Dù thái nha, 100% dù thái. Sợi dai chắc chắn. Ngoài màu đen ra thì nhà em còn có màu cỏ khô nha, màu săn rêu. Đấy. Khung bao nhạy đây nha. Số lượng bao nhiêu cũng có luôn. Anh em có nhu cầu sĩ thì cứ liên hệ Zalo của em ở trên video nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái loa bẫy chim cút này, GE898 nhé. Có chức năng Bluetooth. Đây, một bộ loa thì sẽ có đầy đủ như là bộ máy này. Đây là cái bộ máy, cái túi loa này, túi đựng loa nha, để mọi người thuận tiện là bỏ túi vô á. Cái đây là cái điều khiển loa này. Đây, có pin đằng sau, bỏ pin đằng sau này. Cụ sạc này, mic này, có cái bảng điều hướng dẫn sử dụng nữa. Đây, một bộ loa đầy đủ như thế này nha. Hàng luôn, có sẵn luôn. Bao chất lượng cho mọi người nha. Ngoài cung cút ra thì em còn cung cấp các phụ kiện khác như là thòng bẫy đa năng này, thòng chim, thòng cút, rồi giò gà, các loại lưới như là lưới chồn, lưới gà, lưới chim tàng hình. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em 0975446294 hoặc là số điện thoại 0359665134 nha mọi người. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán tại nhà nha. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng đúng như sản phẩm em đang giới thiệu trên video này thì mới phải nhận hàng nha. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người xem video thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ em nha.